mở mở cái đó ra, nhưng mà Dạ nhớ đừng là lấy mở kéo quá. cắt đàng hoàng. Shhh. Lấy kéo cắt đàng hoàng rồi xong rồi á là mới bỏ vô trong cái ly. Ừ thì đương nhiên là cái ly là giờ một con lấy một chút xíu nước sôi nè, một chút xíu, ngồi 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 đó thôi nha, mẹ phải làm việc nha. Rồi thôi bye bye con, hôn mẹ đi. Mẹ hôn con nè. Thôi ha. Dạ thưa cô, dạ thưa cô, tôi có đơn xin phép xây cái nhà bếp khoảng 10 mét vuông. Gì? Dạ đi xin phép xây dựng cái nhà bếp khoảng 10 mét vuông sau nhà tôi. Dạ. Dạ đây. Số. Số gì? Số 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 đỏ. Dạ đây, dạ đây. Dạ. Dạ đây, để sổ đỏ của tôi. Dạ. Hộ. Không 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 có nhờ ai làm vậy, tôi tự hộ hộ làm hộ. À không, nhân hộ khẩu. Dạ dạ đây. Dạ tôi đứng tên chủ hộ thưa cô. Dạ. Chứng. Dạ ai chứng à? Tôi chứng hay cô chứng? Mình. Minh chứng à, trời ơi, chứng minh nhân dân hả? Trời ơi cô làm ơn cô nói gộp cho luôn chứ đầu tháng nói một chữ cuối tháng nói một chữ. Dạ tôi không không hiểu đâu. Dạ Nói đây. nhiều mệt. Dạ chứng minh nhân dân của tôi. Khác. Dạ đâu có khác cô. Dạ tôi đó à. Dạ tôi đó. Râu đâu? Dạ đây. Ở đây à, đây hồi làm chứng minh không có râu. Dạ dạ Chờ. ủa đầy đủ thủ tục qua còn chờ gì nữa cô? Gì? Vắng. Chủ tịch vắng vậy có ai ký thay không cô? Vắng vắng vắng. Trời đất ơi cô làm ơn cô nói thì cô nói cho nó hết câu. Cái gì cái làm như dây đờn á, từng tưng lâu lâu từng tưng 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 cái là à, không ai hiểu gì trơn. Cô làm ơn cô nó một ngày tôi tiếp 100 người, người nào cũng nói đầy đủ hết. Diêm Hồng không yêu rồi, vậy xin hiểu chưa? Xin chuyển công tác khác. Không thích vậy tôi phải chờ. Chào. Đọc nè. Ủa một dấu là có mình ông chủ tịch là chị là cái ký đơn này được thôi. Cảm ơn cô. Chào. Chào. Về. Chú. Chú tìm ông chủ tịch phải không? Ừ. Con mới thấy ông ngoài ngã ba kìa, uống cà phê ngoài đó đó. Uống cà phê ngoài hả? Dạ. Được, cảm ơn cậu. Dạ, dạ không có gì chú. Em chào chị. Ngồi. Nhiều chuyện. Chuyện ai nấy lo. Chọt chứ vậy. Gì? Dạ em xác nhận cho thằng con vô lớp 1. Hộ. Chứng. Đơn. Ủa là sao chị? Chứng đơn hộ. Xin lỗi chị em không hiểu chị ơi. Hộ khẩu chứng minh đơn sinh. Trời ơi một ngày tôi tiếp một con người, người nào cũng phải giải thích từ đầu đến cuối sao chịu nổi. Cái họng là có giới hạn thôi. Cho một ly dưa vừa đá, ba thìa đường nghe. Dạ. Chú. Nói đi đừng có bóp. Dạ. Cái quán này của con ấy ạ, con tính là sửa lại một chút ở trên lầu. Chỉ sơ sơ thôi ạ. Vậy mà con thấy giấy tờ khó khăn quá. Khó khăn cái gì? Bây giờ là một cửa một dấu, hiểu không? Dạ. Sổ hộ chứng xong. Là gì ạ chú? Ơi sổ đỏ hộ khẩu chứng minh nhân dân xong. Dạ. Rồi con gửi cho ai ạ chú? Gửi cho thằng Chính. Chín nào ạ? Chín cò cháu tôi đó. À dạ con biết rồi ạ. Ngon đó. Thế còn có cần thêm thủ tục gì nữa không chú? Thôi vậy được rồi hiểu không? Dạ. Rảnh không? Con có ạ. Rảnh à? Dạ. Đi giùm đi. Dạ. Con chào chú.
Dạ, xin chào ông chủ tịch. Gì nó dạ, không? Dạ, tôi có làm cái nhà bếp ở trong nhà tôi đây, có cái đơn ông chứng giùm cho tôi. Chiều. Dạ trời ơi, tôi kiếm ông mệt quá trời, tôi sợ ông chịu đi họp rồi không ai ký à. Đây không phải chỗ làm việc. Dạ. Đây là chỗ uống nước, không? Dạ. Lộn ly rồi thấy không? Chiều tới ủy ban. Rủi ơi, chiều ông không tới sao ạ? Ừ, cũng có thể. Dạ. Bận việc nhiều lắm. Nhưng mà không có tôi thì có phó chủ tịch giải quyết ha. Ủa sao cô thư ký nói là một cửa một dấu là chỉ có mình ông quyết thôi à? Đúng, đành là một cửa một dấu. Dạ. Nhưng mà cái cửa lớn mở không có được thì cũng phải còn cái cửa sổ. Dạ. Nhà có cửa sổ không? Dạ, dạ có chứ, không có cửa sổ nóng nực chết làm sao mà làm việc được. Dạ, mà nhà tôi chẳng những có cửa sổ, cửa cái, cửa hậu nữa. Dừng chỗ đó. Cửa hậu. Dạ. Có cửa hậu, đến cửa hậu. Hiểu? Dạ hiểu. Ừ. Chiều. Chiều. Dạ. Chào. Dạ. Ăn. Dạ tôi phải chờ đây cho cha ăn. Dạ tôi sợ về lên không kịp. Dạ, gặp ông chủ tịch rồi đi hút nữa rồi ăn ở đây luôn. Dạ chờ. Dạ. Diêm hồng chưa? Dạ. Dạ sắp à. Dạ. Nói nhiều. Dạ. Diêm. Dạ. Về. Dạ không, tôi ở đây tôi chờ chứ không về đâu. Tôi về. Dạ. Nay ở. Dạ. Chờ. Dạ. Ráng á. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Dạ, dạ trời ơi, mừng quá thì gặp ông phó chủ tịch ở đây là đỡ tôi quá. Dạ. À, thưa ông, tôi có làm cái đơn nhờ ông chứng giùm xây cái nhà bếp sau nhà tôi đó. Trời ơi, thư ký đâu giờ này chưa tới khóa cửa. Dạ cái gì? Dạ đơn xin rồi đầy đủ đi. Dạ. Vậy mà nằm lê la thấy ghê không? Dạ không, tôi chờ mấy ngày nãy rồi. Dạ ăn uống ở đây nhưng mà tôi giữ vệ sinh được lắm. Dạ, dạ. Ông coi giùm. Vẽ. Dạ vẽ gì à? Bản vẽ đâu? Ủa sao cái nhà bếp có 10 mét vuông đằng sau nhà tôi mà đất của tôi nhỏ thôi. Sao cần cái bản vẽ chi vậy ông? Bây giờ không có bản vẽ, ông về ông xây, lỡ ông xây 10 tầng ai biết đường nào. 10 mét vuông ông xây được 10 tầng sao không được. Dạ. Trời ơi. Trễ. Dạ ngủ. Chị yeah. Dạ quên. Trời. Đi về. Chị. Dạ lấy. Gì? Dạ chờ. Chờ. Trời ơi, thiệt tình. Làm ăn cái gì? Dạ, mời ông ngồi. Dạ. Dạ đây, bản vẽ. Dạ, dạ bớt bếp của tôi. Dạ. Dạ chỗ này nè, bếp chỗ này, nhà toilet. Dạ. Ai vẽ? Dạ tôi vẽ. Trời ơi, phải kỹ sư vẽ mới việc được. Trời, cái nhà bếp có chút xíu à, mà mỗi có 10 mét vuông là kỹ sư gì thưa ông? Ông nói cái gì, nhà bếp đúng không? Dạ. Thì nhà bếp cũng là nhà, trong đơn ông ghi chữ nhà nè, nhà thì phải có bản vẽ. Bản vẽ phải duyệt, duyệt mới được kỹ sư. Phải kỹ sư vẽ à? Ờ. Tôi cảm ơn ông. Về đi. Dạ. Hey. Thôi không dùng nữa. À? Xin lỗi. Xin lỗi. Chú Tư. Thôi, chú Tư. Chú nhớ con không? Ai? Chính cò. À, chuyên môn làm cò đấy hả? Dạ. Ủa, chú đi chính giấy tờ hả? Đi xin giấy phép xây nhà. Trời ơi, trời chú xây gì la hả? Mày. Nhà bếp nhỏ xíu à, có 10 mét vuông à. Rồi giờ chú chứng được chưa? Chưa, 5 ngày rồi đó. Chưa xong gì hết à. Tới 5 ngày rồi hả? Chú ngồi xuống đây. Trời ơi, chú để giấy tờ gì mà nó chứng không được. Hay là giờ chú đưa con đi, con chứng cho. Được không? Trời ơi, tưởng gì khó khăn, mấy cái chuyện này dễ ợt à. Trong vòng tay của con thôi, bây giờ nè, chú đưa con đi.
hả, con vô con giúp chú chứng cho nó xong nhanh lẹ đúng không? Miễn sao á là chú có gì chú cho con một chút đỉnh. chị Thư Ký. Chị khỏe hả? Ủa cậu em đi làm sắp ra cho chị. Anh Phó. Quen hết vậy à? Trời ơi, con nói thiệt con quen hết Vũ. Ai chú biết sao không? Bà con với ông chủ tịch. Vậy hả? Ừ, bởi vậy chú yên tâm, chú cứ đưa con chứng cho nha. Ừ. Mà nè, mà thôi khỏi đi. Bây giờ con nói chú nghe, chú cứ về nhà, chú cho người ta xây lên luôn, đúng không? Khi nào mà con chứng xong giấy tờ, con chạy đem lại nhà chú. Mà thậm chí mình cứ xây thoải mái đi. Rồi lúc nào có ăn hay, không sao đâu. Thôi, chú có giấy phép mà xây rồi bị phạt chết sao? Trời ơi, thiệt tình á. Nhìn chú nhát gan quá. Chú mà nhát như vậy là không bao giờ làm được cái chuyện đại sự á. Con nói chú nghe nè. Sao? Bây giờ á, ha, mình cứ thoải mái, mình xây lên. Mình vừa xây, mình vừa xin giấy phép. Mà thậm chí mà nếu không cho phép á, thì nhà bếp của chú cũng xây xong rồi đúng không? Không lẽ bây giờ người ta tới, người ta làm văn bản thì bất quá người ta phạt một chút đỉnh thôi. Người tới đập dở nhà bếp chú chi cho mất công đúng không? Ờ có được, nhà bếp tôi xây có 1 ngày và cậu xin phép 5 ngày sao được? Trời ơi, gì 5 ngày? Nhanh lắm. Phải không? Nhanh lắm. Được không? Nè, để bây giờ chờ nha, lát hồi cậu của con đi ra đây á, ký liền tại chỗ luôn. Xạo. Trời ơi, không tin thì ngồi chờ đi. Đó, mới nhắc ông tới. Cậu gì đây? Trời ơi, cậu. Trời ơi, ông chủ tịch. Cậu. Quen á. Quen không? Thiệt. Đưa. Nè, đây. Ký. Đó, thấy chưa, xong xuôi mọi chuyện rồi đó. Ồ á, nói ngắn ngủn mà hiểu hết hả? Trời, hiểu hết chứ, phải hiểu thôi. Bây giờ chú là phải sống cách này nè, là nói ít nhưng mà hiểu nhiều. Chứ còn chú á, nói nhiều, không hiểu bao nhiêu. Dễ mà. Bây giờ có cái gì mà chú cứ cần gì mặt giấy tờ ha, chú đưa cho con, một cửa một dấu thôi. Cũng nhờ có cò mà tôi mới thấy được sự nhanh chóng tiện lợi của một cửa một dấu. Muốn qua cửa, muốn đóng dấu phải có cò.